Xin chào các bác, em là Ngọc Anh và em đến từ Ngọc Anh Tranh Đồng các bác ạ. Hôm nay em sẽ mang tới cho các bác một dòng tranh rất là đặc biệt. Với những cái ý nghĩa và cái giá trị phong thủy của bức tranh này mang lại cực kỳ tốt và may mắn cho gia chủ ạ. Và bức tranh này có tên gọi là tranh chim công và hoa mẫu đơn. Và kích thước của bức tranh này nó sẽ có kích thước là dài 1m08 và chiều rộng của nó là 80cm. Và bức tranh này là một trong những dòng tranh cao cấp được làm tại làng nghề Đồng Sâm, Thái Bình. Và đây là một trong những làng nghề làm ra được những bức tranh thuộc dòng phân khúc cao cấp đẹp nhất, ý nghĩa nhất trên thị trường hiện nay mà không có bất cứ làng nghề nào có thể sánh bằng các bác ạ. Bây giờ thì các bác sẽ có thể cùng em đi cận cảnh hơn để chúng ta có thể tìm hiểu được các cái đường nét ý nghĩa của dòng tranh này ạ. Bức tranh được làm bằng tấm đồng đỏ nguyên tấm và họa tiết trên bức tranh các bác có thể thấy được thì sẽ được nghệ nhân bên em thúc tay thủ công để tạo ra các cái đường nét trở nên sinh động và đẹp nhất các bác ạ. Cái đặc thù của hàng thủ công các bác nhá là tất cả những cái họa tiết này đều được nghệ nhân bên em. Tất cả những cái họa tiết này thì đều được nghệ nhân bên em sử dụng những cái ve, cái búa để có thể thúc nổi họa tiết lên trở nên sinh động và bắt mắt nhất các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy là những cái đường nét như bông hoa màu đơn này hay là những đôi chim công thì đều được thúc nổi lên trên bề mặt của tấm đồng. Các bác lưu ý cho em đây là thúc nổi lên trên bề mặt của tấm đồng chứ không phải là em gắn lên các bác nhá. Toàn bộ các họa tiết này đều được thúc nổi lên trên bề mặt của tấm đồng. Sau đó thì các họa tiết đều được dát vàng và dát bạc để các họa tiết được trở nên sinh động hơn. Các bác có thể nhìn thấy phần lông vũ của cánh chim công như thế này có màu vàng, đan xen đó là con điểm thêm của màu trắng. Và những cái điểm như chim, những chỗ khác nó có chỗ nào mà có vị trí màu vàng này thì đó đã được dát vàng rồi. Còn màu trắng của những đàn chim như thế này thì sẽ được dát bạc các bác nhá. Và tất cả những cái đường nét họa tiết đều được các nghệ nhân bên em tỉa rất là tỉ mỉ để tạo nên cái độ sinh động, độ đẹp nhất và cũng như là thể hiện cho nó cái hồn, cái đặc trưng của hàng thủ công cao cấp các bác ạ. Và đây chính là một trong những cái dòng tranh chim công hoa mẫu đơn thể hiện cho không chỉ mang lại sự may mắn tài lộc cho gia chủ mà nó còn mang lại một cái ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đó chính là khi mà chúng ta treo những cái dòng tranh như thế này sẽ mang lại tài lộc, may mắn và thuận hòa trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Và đặc biệt đây là một trong những dòng tranh rất là phù hợp để chúng ta treo tại không gian phòng khách này, treo tại không gian phòng ngủ hay là nơi làm việc để mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ và cũng như là sẽ giúp cho cuộc sống hôn nhân và gia đình trở nên đầm ấm và cũng như là hạnh phúc hơn các bác ạ. Về bản khung của bức tranh này thì nó sẽ có bản khung là bản khung 4cm các bác nhá. Độ dày của bản khung thì sẽ có độ dày là 3cm cho bản khung của bức tranh này. Và phần phía sau nền hậu tranh thì em còn có thêm làm thêm nền hậu nữa. Chính vì vậy mà tổng độ dày của toàn bộ bức tranh này tính cả nền hậu tranh này và cũng như là phần bản khung nó sẽ có tổng độ dày cho các bác là 6cm cho bức tranh này các bác ạ. Khung gỗ này thì sẽ được làm bằng khung gỗ gụ các bác nhé. Chính vì vậy mà nó sẽ đảm bảo về quá trình sử dụng chống cong vênh và mối mọt cho các bác, nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm về cái dòng tranh cao cấp này ạ. Vâng, và các bác vừa cùng em tìm hiểu về ý nghĩa đường nét họa tiết hoa văn của bức tranh chim công hoa màu đơn này rồi ạ. Và đây sẽ là một trong những dòng tranh thuộc phân khúc cao cấp. Chính vì vậy sẽ rất là phù hợp với những bác nào thực sự yêu thích giá trị của hàng thủ công, thực sự yêu thích những gì thuộc về hàng cao cấp thì đây sẽ là một trong những dòng tranh rất là phù hợp với các bác để chúng ta dùng để trang trí trong không gian nhà mình và cũng như là mang lại những điều may mắn nhất cho gia đình nhà mình đấy các bác ạ. Và tất cả những dòng tranh thuộc phân khúc phổ thông cho tới phân khúc cao cấp bên em đều có chính sách bảo hành vô cùng đầy đủ cho các bác. Khi các bác mua hàng thì sẽ đều nhận được giấy tờ bảo hành đi kèm đảm bảo cho các bác về chất lượng và cũng như là sản phẩm các bác nhận được và luôn luôn đặt quyền lợi của các bác lên hàng đầu. Và tất cả những sản phẩm này bên em đều có chính sách miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Dù các bác ở miền Tây hay miền Nam thì chúng ta đều có thể mua được những sản phẩm vô cùng ý nghĩa như thế này. Và để đảm bảo được
Dù các bác ở miền Tây hay miền Nam thì đều có thể nhận được những sản phẩm nó chất lượng và ý nghĩa nhất tới tận tay các bác. Quy trình đóng hàng bên em diễn ra vô cùng chuyên nghiệp, đó chính là sẽ bọc xốp nổ này, sau đó sẽ đưa vào khung gỗ pallet để đảm bảo cho quá trình vận chuyển được tốt nhất, đảm bảo nhất, chỉn chu nhất tới tận tay các bác ạ. Và nếu mà các bác đang mong muốn tìm kiếm cho không gian nhà mình những dòng tranh ý nghĩa như thế này, chất lượng như vậy, thì các bác có thể liên hệ ngay với em qua số hotline Zalo 0815009777, thì em Ngọc Anh sẽ trực tiếp liên hệ và tư vấn hỗ trợ cho các bác được nhanh nhất ạ. Bây giờ thì em xin phép được chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em.